Với mong muốn giới thiệu bộ tiểu thuyết lịch sử mang nhiều ý nghĩa này, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản chọn bộ sách Đường Thời Đại gồm 21 tập với tổng số gần 10.000 trang sách. Đây được đánh giá là một bộ sách đồ sộ về số lượng trang và khối lượng thông tin. Có thể nói bộ tiểu thuyết tư liệu về mặt dung lượng lớn nhất của đất nước chúng ta trong mấy chục năm qua. Viết về các chiến dịch, viết về các trận đánh, viết về những con người cả phía bên này đến phía bên kia làm lên cái cuộc kháng chiến vĩ đại 21 năm của dân tộc chúng ta. Đường Thời Đại là bộ tiểu thuyết mang chân lý của thời đại, là tấm gương phản chiếu ý chí của một dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ sách không đơn thuần là nghệ thuật văn chương mà còn chứa đựng những giá trị chính trị, lịch sử, quân sự trong cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta với khát vọng không có gì quý hơn độc lập, tự do. Để nhà văn Đặng Đình Loan hoàn thành bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ Đường Thời Đại, không thể không nhắc đến người vợ tần tảo của ông là bà Linh, người luôn đồng hành cùng tác giả trong quá trình ông thu thập tìm kiếm tài liệu cho đến khi ra đời bộ sách. Nhắc lại thời điểm đó, bà không giấu nổi cảm xúc. Hòa bình lập lại cũng là lúc tác giả Đặng Đình Loan bắt đầu cầm bút để bắt đầu những trang tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của mình. Ông viết bất kể lúc nào, dù ngày hay đêm. Bằng những sự kiện, nhân vật lịch sử cụ thể, ông đã khắc họa khá thành công sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân trong thời đại mới. Ông dẫn dắt người đọc đi qua những năm tháng chiến đấu đầy khó khăn gian khổ, thử thách chông gai nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trong một khoảng thời gian 30 năm và với một không gian từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, Latin, cho nên có thể nói rằng là đây là cái bộ tiểu thuyết nó phản ánh đầy đủ nhất về mọi góc cạnh của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Đường Thời Đại thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, bản chất hiếu chiến, tàn bạo của đế quốc Mỹ và tay sai. Bộ sách cũng phản ánh cuộc sống, tâm tư, tình cảm của những người lính trong chiến tranh. Đây cũng là ấn phẩm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.